Song Hye Kyo bị công chúng quay lưng chỉ sau một đêm, lý do vì sao? Song Hye Kyo là một nữ diễn viên nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn tại nhiều nước châu Á. Cô được biết đến qua vai chính trong loạt phim nổi tiếng như Trái tim mùa thu năm 2000, Ngôi nhà hạnh phúc năm 2004 hay tiêu biểu nhất là Hậu duệ mặt trời năm 2016, đóng cùng chồng cũ Song Joong Ki. Cho đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1981 vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm và theo dõi của truyền thông báo giới. Tên tuổi của Song Hye Kyo ngày càng trở nên nổi tiếng qua từng năm cô hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng không nhiều người biết rằng, vào năm 2014, nữ minh tinh Hàn Quốc từng vướng phải một lùm xùm không đáng có, gây tổn hại rất nhiều đến thanh danh và cả sự nghiệp của cô. Cụ thể, giữa năm 2014, Song Hye Kyo bị Cục Thuế Quốc gia phanh phui việc trốn thuế. Sau vụ việc bị vỡ lở, Song Hye Kyo bị hủy các hợp đồng đã ký trước đó. Thậm chí, cô còn bị chỉ trích gay gắt vì chỉ xin lỗi sau khi tin tức về vụ việc được tung ra. Nhưng vì không muốn sự việc bị thổi bùng thêm khiến công chúng nổi giận, ngay sau đó cô đã đóng bổ sung tiền thuế và chính thức lên tiếng giải thích. Danh tiếng của Song Hye Kyo vì thế mà bị ảnh hưởng không ít, từ ngọc nữ thành tội đồ trong mắt công chúng. Kết quả, vợ cũ của Song Joong Ki đã phải lặng một thời gian khá dài sau đó để xoa dịu dư luận. Song Hye Kyo sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình kinh dị báo thù The Glory. Đây là dự án đánh dấu màn tái hợp giữa Song Hye Kyo với biên kịch Hậu duệ mặt trời Kim Eun Suk. Trong The Glory, Song Hye Kyo sẽ hóa thân thành Moon Dong Eun, một cựu nạn nhân bị bắt nạt ở trường học, người mơ ước trở thành một kiến trúc sư. Tuy nhiên, khi lớn lên với những sự uất hận khi xưa, Moon Dong Eun đã quay lại trường trở thành giáo viên để tìm cách trả thù. Âm mưu trả thù của Moon Dong Eun bắt đầu từ việc trở thành giáo viên chủ nhiệm của những đứa trẻ là con của những kẻ thù đã từng bắt nạt, hủy hoại tuổi thơ của cô. Ngoài ra, công ty quản lý của cô vừa xác nhận đã nhận được kịch bản và đang cân nhắc cho vai nữ chính trong phim kinh dị The Master of Confession của đạo diễn Lee Eun-bok. Đây là người đứng sau thành công của các siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc như Hậu duệ mặt trời, Quý ngài ánh dương, Yêu tinh. Cách đây không lâu, Song Hye Kyo đăng tải trên trang cá nhân của mình hình ảnh đời thường trong khuôn khổ chuyến đi Mỹ, nhận được sự chú ý của những người hâm mộ. Đáng chú ý là nhan sắc ở tuổi 41 của Song Hye Kyo khiến nhiều người mê mẩn. Không chỉ thân hình thon gọn mà làn da mịn màng của Song Hye Kyo ở tuổi 41 khiến nhiều người phải ghen tị. Bất kể góc chụp nào thì gương mặt của nữ diễn viên Trái tim mùa thu cũng đều đẹp siêu thực, không lộ dấu hiệu lão hóa. Diện trên mình trang phục trẻ trung với sự kết hợp giữa áo dài tay và quần ngắn đầy năng động, dường như nữ diễn viên đang tham gia dã ngoại tại một công viên xanh mát sau sự kiện lộng lẫy ở Mỹ. Vốn cũng là ngôi sao thường hoạt động trên mạng xã hội, nhưng lần này bài đăng của cô được nhiều người quan tâm hơn vì trong chuyến đi Mỹ này Song Hye Kyo tham dự cùng với Lee Min Ho. Hai biểu tượng nhan sắc của xứ Hàn liên tục khiến công chúng hết lời khen ngợi khi cùng nhau tham gia một sự kiện. Mạng xã hội Hàn Quốc đã không khỏi xôn xao trước loạt hình cực phẩm của hai minh tinh Hàn Quốc là Lee Min Ho và Song Hye Kyo tại sự kiện thời trang quốc tế. Ngồi cạnh nhau ở hàng ghế khách mời, cả hai thực sự khiến bao người ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp tỏa sáng, khí chất ngôi sao. Mọi hành động của hai diễn viên như chăm chú xem trình diễn thời trang hay cười nói vui vẻ với nhau đều được truyền thông ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Sau loạt khoảnh khắc này, người hâm mộ tiếp tục tung ra hình ảnh mới của Song Hye Kyo và Lee Min Ho. Trong khoảnh khắc được người qua đường ghi lại, cả hai như đang dựa đầu vào nhau. Dù chưa từng đóng chung phim, nhưng việc cùng làm đại sứ thương hiệu của một hãng thời trang cao cấp cũng cho thấy mối quan hệ thân thiết và tốt đẹp của cả hai.